Charim, tình đầu quốc dân gây tiếc nuối vì gương mặt đơ cứng do dao kéo, ly hôn lần hai ở tuổi 41. Trong thập niên 2000, nữ diễn viên người Hàn Quốc Charim từng là mưa làm gió khắp màn ảnh châu Á nhờ loạt phim đình đám như Mùa xuân của Danja, Em mãi yêu anh, Thảo nguyên xanh, Mênh mông biển tình, Dương môn hổ tướng. Nhan sắc của Charim thợ mới vào nghề được đánh giá cao bởi sự trong sáng, tự nhiên. Mỹ nhân sinh năm 1979 ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với cặp mắt cười đen tròn lấp lánh, khuôn miệng duyên và vẻ ngoài luôn đầy sức sống, giống như những nhân vật mà cô đảm nhận. Charim khi ấy hot đến độ được mệnh danh là tình đầu của hàng triệu đàn ông châu Á. Thế nhưng mới đây, Charim xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ khiến netizen không khỏi sốc nặng. Do livestream bất cự ly gần, tình đầu quốc dân lộ rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhiều người còn nhận xét rằng gương mặt của Charim hiện giờ cứng đơ, nữ diễn viên khó có thể cười một cách tự nhiên. Tháng 12 năm 2020, Charim gây bão mạng xã hội và lọt top tìm kiếm trên các cổng thông tin lớn nhất ở Hàn Quốc vì ly hôn với chồng trẻ người Trung Quốc Cao Tử Kỳ. Trong thời hoàng kim, danh tiếng của Charim sánh ngang với các ngọc nữ nước tiếng màn ảnh K-pop như Jeonara hay Kim Hee-sun. Vẻ đẹp thánh thiện giúp tên tuổi của nữ diễn viên vươn tầm châu Á và trở thành nàng ngọc nữ được mến mộ tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan. Tuy nhiên, không may mắn giữ được sức hút của mỹ nhân cùng thời, Charim ở tuổi 40 đã trở thành cái tên bị dần vào quên lãng với sự nghiệp ảm đạm và nhan sắc không còn rạng rỡ xuân xanh. Nguyên nhân bởi lẽ những sóng gió tình ái từng trải đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp nghệ thuật của cô. Năm 2003, Charim kết hôn với người chồng hơn 14 tuổi. Kết hôn ở độ tuổi 24, thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, thay vì cùng gây dựng một mái ấm bình yên với ông xã, Charim lại chăm chỉ phát triển sự nghiệp của bản thân. Những bất đồng quan điểm trong cuộc sống cũng như thiếu vắng sự chia sẻ, cảm thông đã khiến vợ chồng cô nhanh chóng đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống. Sau ly hôn, Charim gần như chuyển hẳn sang Trung Quốc sinh sống và làm việc. Tại đây, cô bén duyên với Cao Tử Kỳ, nam diễn viên Trung Quốc kém cô 2 tuổi. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, tuổi tác và những định kiến xã hội, cặp đôi chính thức đánh dấu cho chặng đường tình yêu mới bằng hôn lễ hoành tráng tại quê nhà của cả hai vào năm 2014. Kết hôn ở độ tuổi đã 90, Charim mong mỏi có một mái ấm bình yên hơn ánh hào quang xa hoa. Nàng ngọc nữ giảm bớt công việc, sinh một cậu con trai xinh xắn cho Cao Tử Kỳ và chuyên tâm làm một người phụ nữ của gia đình. Cuộc sống an phận làm vợ, làm mẹ của Charim khiến tên tuổi của cô hạ nhiệt ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Sự nghiệp phim ảnh ám đạm, nữ diễn viên còn thường xuyên bị bàn tán với gương mặt sưng phồng, thiếu tự nhiên ở độ tuổi U40. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để níu dưỡng tuổi xuân, nhưng lại khiến cho gương mặt trở nên căng cứng, thiếu biểu cảm. Những tưởng sau khi rời xa ánh hào quang showbiz, chuyên tâm làm vợ đảm mẹ hiền, Charim sẽ được hưởng cuộc sống bình lặng, hạnh phúc. Nhưng bất ngờ vào đầu năm 2019, cuộc hôn nhân của cô lại là đề tài được bàn tán sôi nổi trên báo chí. Truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin Charim và Cao Tử Kỳ đã bí mật ly hôn, nguyên nhân là do nam diễn viên ngoại tình. Sau ly hôn, Charim đã đưa con trai Eden 3 tuổi về Hàn Quốc sinh sống. Thông tin này đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, tiếc nuối cho cô. Nhiều người tưởng Charim phải ủ dột, suy sụp hậu đổ vỡ, nhưng có vẻ cô đã lấy lại tinh thần khá nhanh. Nữ diễn viên tập trung vào việc nuôi dạy con và cố gắng tạo cho con tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ khác. Trên trang Instagram cá nhân, Charim thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc đưa con trai đi chơi công viên, đi biển và thưởng thức các món ăn ngon. Thông qua những chuyến dã ngoại, cậu bé 3 tuổi học thêm được nhiều điều thú vị. Eden tỏ ra hoạt bát, năng động và thích thú, chỉ cho mẹ thấy những điều thú vị trên đường. Tuy thường xuyên đăng tải những hình ảnh, câu chuyện về con, nhưng Charim chưa bao giờ chia sẻ khuôn mặt thật của con trai. Mọi bức ảnh của Eden đều là chụp từ xa hay chụp sau lưng. Thực tế, có rất nhiều ngôi sao đều chọn lựa việc giấu con giống như Charim bởi họ không muốn cuộc sống của những đứa trẻ bị xáo trộn. Có lẽ Charim cũng giống nhiều bà mẹ nổi tiếng khác, muốn cho con một tuổi thơ yên bình, không bị truyền thông soi mói. Bởi thế giới của người lớn có thể phức tạp và đầy rẫy drama, nhưng thế giới của con trẻ chỉ nên là một màu hồng và bình yên nhất có thể. Dành trọn thời gian chăm sóc cho bản thân và con trai, Charim cũng hạn chế việc quay lại hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, cô chỉ hé lộ dự án kinh doanh riêng mà thiếu vắng các tác phẩm phim ảnh. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn dõi theo và hy vọng nàng ngọc nữ ngày nào sớm lấy lại phong độ để quay lại với màn ảnh và ánh hào quang của ngày xưa.